Lúc trước ở ngoài thì anh này anh cũng có gặp người này gặp người kia vậy đó. À, vậy là hiểu rồi. Giờ chị này bấm mới gan nè, vậy gan mà nói không được, là nói thì nó quánh lợi rồi, nó chửi phủ lậu bà này. Thành thử bà này bà không dám nói ra thì nó quánh, ở ngoài thì nó quánh đập hoài à. Quánh thử ra chết luôn mà đâu dám nói, còn chết luôn mà không dám nói đâu, không dám mát nữa. Vậy là mình hiểu đó anh Ngọc, là cái chị này là bị cú sốc tâm lý. Cú sốc tâm lý cũng như là ghen quá nó không được, ấm mức đó chị, ấm mức rồi mới ra nông nổi như vậy. Dạ, ông Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Dạ, thì hiện giờ là ông Ngọc cũng đang đứng tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu. À, thì hôm nay ông Ngọc sẽ đưa cô chú và anh chị mình vào thăm một hoàn cảnh của hai mẹ con bà cụ. Bà cụ năm nay cũng gần 80 tuổi rồi cô chú và anh chị. Cuộc sống hàng ngày của bà thì bà vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ để đi bán từng trái bắp và từng lại chuối và lo cho người con gái năm nay cũng 50 tuổi rồi. Gái này trước đây là cũng có một cuộc sống rất là êm đềm và hai người con. À, do không biết chị ấy mắc cái chứng bệnh gì cho nên là bên chồng đã đem chị ấy về trả lại cho bà cụ. Dạ thì bây giờ ông Ngọc xin mời cô chú và anh chị mình đi vào gặp bà cụ để tìm hiểu thêm câu chuyện này như thế nào nha. Không có biết đâu. Dạ như vậy mà bỏ thì bỏ nhỏ. Bỏ mấy năm nay rồi, bỏ không có nuôi nữa, mẹ em có nuôi. Rồi bà cụ nhiêu tuổi rồi mà đi bán bắp? Em năm nay 71 tuổi. 71 tuổi mà tức 4 giờ khi mà đi bán từ cái bắp nuôi chị đó. Dạ. Buổi sáng lờ được có mấy chục ngàn bạc. Lớn tuổi mà bán mấy chục ngàn là mấy chục ngàn. Là được có 30-40 ngàn nữa, nọ buổi sáng không hết 15 ngàn tiền sáng. À, mua cho chị ha. Rồi chị thấy như vậy hoàn cảnh của chị ruột mình như vậy đó, mà chị làm em á thấy đau không chị? Không đau. Nó quá bệnh đó này là toàn là em nuôi không, tiền đi lấy thuốc hàng tháng với nhờ mà chị qua ba lo. Chị vô thăm. Chị ơi, em bữa nay tới thăm chị nè. Rồi chị ngồi tới chị luôn đi ha, chị ngồi tới luôn đi. Cái mặt ở đây nè chị. Ủa là chị nghe được mà nói không được? Chị nghe được mà chị nói không có được. Nè chị ơi, biết em á nghe em không? À, là sao mà bị ông xã bỏ dữ hả? Bỏ không có được nữa, bỏ mấy năm nay vậy. Rồi chị có con có cái gì không chị? Có được hai thằng trai đó mà đi bằng không đủ nó ăn nữa. Nó ở đây, nó còn ở đây, nó kêu bà ngoại nấu cơm nó ăn nữa kìa. Rồi vậy là về đây là bà cụ là bán bắp nuôi chị với hàng ngày vậy đó hả? Dạ. Rồi ở nhà trùm sập mưa như vậy nè, rồi tối có nó mưa có tạt gì không chị? Dột mẹ hết trơn, không tạt gì, ướt nhẹp không ngủ được đâu. Rồi hai mấy con rồi ngủ ở đâu? Ngủ trên cái giường này nè. Cái giường này luôn hả? Dạ. Ở trên đây nè quý vị, thì đây nè, những cái tấm xô che tạm không à. Rồi chị về đây lâu chưa chị? Chị này về đây 4 năm nay rồi, từ hôm qua dịch tới giờ. À, 4 năm là lúc trước là ở bên chồng. Lúc trước ở bên chồng. Dù rồi. Cũng đi bán đồ bình thường vậy đó, tự lên nhiều cái bệnh lên gì nè, nhiều cái nó không có lo nữa, nó bỏ luôn. Rồi mà mình không biết cái nguyên nhân bệnh gì ha. Dạ. Là chị không có nói được luôn. Không nói được. Rồi hai đứa con bỏ mặt luôn, không nuôi luôn. Không phải là không nuôi mà là nó mằng không có tiền, giờ nó không có lo được. Yeah. Mặn không đủ nó ăn nữa, mặn sinh hoạt hàng ngày mà không có tiền nó ăn, còn ở đây nó còn ăn của bà ngoại nữa. Thì bà ngoại mặn bán bắp ngày mấy chục ngàn sao có tiền mà. Bởi vậy mới nói, cần ký á. Yeah. Cần ký, nào là cần ký, thí dụ 5 ngàn thì bán lờ được, bọc lờ được 2-3 ngàn vậy đó. Thằng ơi, vậy là một ngày như vậy là cũng bán được bao nhiêu ký chị? Thì mười mấy 20 ký. Còn ký là được có mấy ngàn nè. Dạ, còn không có mắc thì phải đi mua chuối bán. 70 mấy tuổi mà thức 4 giờ kia để đi lấy bắp quý vị, để từng cái bắp về nấu ra bán mà ngàn lại được có mấy chục ngàn để lo cho người con bị căn bệnh gì mà cũng chưa biết cái nguyên do luôn. Lúc ổng bệnh thì bà đi nuôi. Đi nuôi đi lo từ hộp cơm cho ăn, bà nhịn ăn, nó bà mua đồ ăn ngon giống ăn không đó, mà tới giờ này bà bệnh cái đầu ổng vậy đó. Rồi coi bóng dài vậy chứ. Người chồng có gần đây không? Ở kế bên đây nè. Mà không khi nào vô thăm luôn. Dạ. Bỏ mặt nó không vô thăm, nó hỏi là coi là bà này bà chết hay bà sống. Rồi chị ơi, hôm nay nè em chia sẻ clip này lên, có khi nào mà người chồng thấy được cái clip này mà làm khó dễ mấy anh em không? Không. Không có gì làm khó, nhưng mà nó bỏ mấy năm nay nó không có lo lắng tới rồi, khó khăn gì nữa. Dạ. Nó còn nói đừng chở về ngoài nữa, nó không nhận nữa mà. Ơi, là không cho chở về ngoài luôn. Dạ, nó kêu đừng chở về ngoài nữa, nó không có nuôi nữa, nó nói vậy luôn á. Thấy muốn đứt ruột luôn cô chú chị ơi.
Vậy là hàng ngày bà cụ đó là đi bán bắp về rồi nấu cơm, nấu nước rồi cho chị ăn luôn. Dạ. Chị. Ở cái chỗ sinh hoạt mình là nấu cơm ở đâu đâu chị? Bên đó đó. Đây là chị gái thứ mấy của chị? Thứ tư. Thứ tư đó hả? Chị năm nay được mấy mươi rồi hả chị? Năm nay chị 51 tuổi. 51 tuổi hả? Dạ. Tên thường gọi hàng ngày của chị là tên gì? Tên Hồng. Dạ, tên Hồng ha. Từ lúc mà vợ chồng mà trả chị về đây á, là coi như là chị không nói chuyện luôn hả chị? Dạ, không nói luôn á. Dạ. Hay là trước kia mới về là cũng nói chuyện được? Trước kia về thì chị cũng nói chuyện, đồ cười nói, đồ giỡn, đồ dạ. này kia nọ bình thường. Ngày sau này tự ấn không nói luôn. Rồi nãy chị nói là chị Hồng này là có mấy người con? Hai thằng con, hai thằng trai. Cũng lớn rồi ha. Dạ. Là có cháu nội chưa ha chị? Chị có cháu nội rồi, cháu dạ. nội chị năm nay cũng 5 tuổi rồi. Mà con cái của chị là cũng làm ăn gần đây hả? Hay là ở xa hả chị? Thằng con của chị làm ở đây mà nó cũng thôi vợ nữa rồi. Ừ. Thì theo như Nguyễn Ngọc nghĩ là chị Hồng này là bị cú sốc quá nặng của chú anh chị. Thành thử ra nhiều khi chị cũng trầm cảm. Rồi thời gian dài không có ai mà thỏ thẻ với chị. Đâm ra cái bệnh tình của chị là càng ngày nó càng sa sút thêm. Dạ. Dạ. Thì trước giờ là gia đình mình cũng chưa có đưa chị đi bệnh viện để khám hả chị hả? Có chị qua vô hỗ trợ tiền đó, đừng sẵn sàng từng này đi lấy thuốc cho chị nữa nè. Dạ. Có đi nhưng mà có thời gian hết tiền không có đi. Dạ, thì chị đi khám hàng tuần hay gì chị hay là hàng tháng? Một tháng, cấp bữa hổm thì bác sĩ theo dõi là hàng tuần, một tuần đi một lần. Dạ. Thì xa quá với chị ngồi xe không được. Dạ. Đi xe con nó ngồi không được, thử nha mới nói với bác sĩ là cho nửa tháng, sau này mới được tháng. Dạ. Tháng mà hổm dài hết tiền rồi đâu có tiền đi đâu. Nhưng chị qua mới vô ngày qua kia gì đó mới cho tiền. Ừ. Một tháng gì mình đi bao nhiêu tiền chị? Một tháng như vậy là đi 500.000 tiền xe với tiền ăn luôn. Bởi vì mới nói sau này nữa không biết mẹ em chết thì không biết ai nuôi bà này. Quá khổ luôn cô, chú chị em thì nghe cái hoàn cảnh của chị mà đến không cầm được cái những cái giọt cảm xúc và những giọt nước mắt của đến. Bởi vì em sợ, quá khổ. Em sợ sau này mẹ em bây giờ vẫn mẫn nổi nữa không biết ai nào nuôi. Ba em cầu chờ cẩn mật cho mẹ em mạnh hoài. Và chị có gia đình gần đây không chị? Em có gia đình mà em thôi ừ. À. Thôi mấy năm nay ừ. Bởi vì mới nuôi bà này được nè, chứ không thôi dễ gì mà nuôi được. À, cũng như là phụ bà phụ tiếp ha. Dạ. Chị nhiêu tuổi rồi? Em 36 tuổi. À, mấy cháu rồi chị? Em được cũng hai thằng. Hai thằng trai ha. Dạ. Chỉ là cái chỗ này mình ở nè chị. Rồi đất của mình hay là đất của ai? Đất của người ta. Đất ta ha. Dạ. Chị là bà phụ với chị này là ở đậu. Dạ, ở đậu em rồi. À. Em đó. Dạ, thì bà mẹ về rồi ha. Bà phụ ơi. Dạ. Chuối gì không mẹ? Chút xíu nữa, chút đậm rồi. Rồi, bà đi bán từ sáng giờ, giờ bà mới về hả? À. Dạ, vậy đó hả? Dạ, một ngày mình bán được bao nhiêu bắp hả bà? Có 10 bịch bắp mà là có được có 20-30 ngàn ha. Vậy đó hả? À, nuôi đủ nuôi nhỏ khủng á. Cái nhà bà cụ ở đây là cô chú và anh chị. Đó, bà cũng đi bán bắp và bán chuối. Đó, về bà cũng còn lo cho là một người con gái là chị Hồng. Dạ, con chào bà nha. Dạ. Dạ, bà năm nay được mấy mươi rồi ạ? 71, 72 rồi. Bà 72 rồi hả? Xác xác cho đi cụ, xác xác cho con lấy thấy dạ. Vậy là coi như là sáng nào bà cũng đi bán bắp với là chuối ha? À, bắp chuối đủ thứ hết trơn vậy đó. Rồi thường thường là bà bán mấy buổi? Có một buổi rồi, đi buổi chiều đi không nổi. Buổi chiều đi không nổi bà ha? Dạ. Thì hiện tại giờ là bà ở đây với ai? Này nè. Dạ, thì bây giờ hiện tại giờ là bà ở với là chị gái này đây ha? À. Dạ. Thì Nguyễn Ngọc nghe nói là chị gái này là cũng bị là chồng bỏ rồi hả bà ha? À, bỏ rồi đó. Dạ. Thì từ ngày mà chồng bỏ là coi như là bà đem về đây là hai mẹ con là chung sống với nhau ha? À. Chị ở nhà là có nấu nướng gì được không hả bà? Chồng thật đi, ỉa còn mắc đi, mắc hốt, mắc giặt cho nó nữa. Dạ, thì chị đó. Lấy cái áo rồi, lấy cái áo khác rồi chùm lên cho chị, cái chị lấy cái áo khác, áo ngoài. Dạ, thì áo khác kìa. Thì... Dạ, thì đây là cô chú và anh chị, thì chị gái này là cũng có chồng, nhưng mà không biết lý do chị bệnh cái gì, nhưng mà bị chồng bỏ rồi đem về đây là trả lại cho người nhà. Rồi thành thử ra giờ là bà cụ cũng vất vả là chăm lo cho chị nữa. À, chị cũng không nói được nữa cô chú và anh chị. 4 giờ phía là mình thức dậy để mình đi mua từng trái bắp mình đem về mình luộc rồi mình nấu đem đi bán hả cụ? À phải. Còn mình lấy bắp đó xa không cụ? Ở trong Phú Vĩnh đó. Là bao nhiêu cây số? Cái mấy 2 cây. À ơi, chỉ là mình cái mấy 2 cây số là mình cầm chiếc xe đạp đó mình chạy đi. Mua vài chục trái cái chạy về nấu bán. Một ngày lại được nhiêu cụ? 40-50 à.
thức 4 5 giờ sáng quý vị thì ngày lại có mấy chục ngàn à, rồi chuối kiếm được 20-30 nữa. Dạ, chuối bán riêng ha. Bán riêng, bắp bán riêng. Dạ, thì mình là người mẹ đó khổ. Mình thấy con gái của mình đó thì cũng là chồng á vậy, thì mình người mẹ đó mình cái cảm xúc như thế nào khi thấy con mình như vậy không? Không gì mình cũng nhận giờ mình nuôi chứ không lẽ mình bỏ con mình không? Chồng con nhiều quá ngàn tới rồi. Vậy là mình suy nghĩ cái cảnh là con của mình bị phụ vậy chắc mình đau lắm ha phụ. À, đau lòng lắm chứ. Dạ. Hầu con lành mạnh thì nuôi nó giờ bệnh hoạn nó bỏ gì đó. Thì bà cụ nhắc lại đấy con gọi thì bà cảm xúc thì cái nhà này cơn mưa lớn xuống mà con thấy trên đây là nó dột hết trơn rồi. Dạ. Mình chạy qua nhà bên kia ở. Đậu nha, rồi cái hết mưa mình mới qua. Đây. Nửa đêm cũng vậy luôn hả cụ? Vậy á. À, thấy cuộc sống rất là tội cho cụ quá cô chú anh chị ơi. Hả bà, từ ngày mà bên chồng tả chỉ về đó rồi người ta có nói lý do tại sao hả bà? Ăn đau quá thì nó còn tới lui cái nó chở về ngoài bằng đêm còn từ đó cái sao của nó nói vô trả cho bà đừng chở về ngoài nữa nha nó nói vậy đó. Rồi thôi con mình nhận cho biết sao giờ. Mà trước kia là chị với ảnh là có đám cưới không hả bà? Không, là kiểu như không có đám tiền gì hết trơn ha, không đám tiền gì hết trơn, coi như là thương nhau rồi đưa nhau về ở thôi chứ cũng không có miếng giấy nào hôn thú hết, không có miếng giấy nào lộn lưng hết. À, thì nói chung giờ như vậy thì cũng khổ cô chú và anh chị, phải chi mà có đám hỏi đàng hoàng á thì có giấy tờ, nếu muốn thôi nhau thì cũng phải ra tòa đâu đó cho rõ ràng chính xác ha. Còn cái kiểu này thì bây giờ là bên chồng của chị gái này cũng đem về trả chị lại là cô chú và anh chị, bây giờ chị ấy thì mắc cái chứng bệnh nhìn rất là đáng thương ha. Rồi hai người con của chị thì Nguyễn Ngọc nghe nói là cũng đã lớn rồi nhưng mà cũng vất vả nữa, thành thử ra nhầm lúc là cũng không có lo để lắng cho mẹ được phải không chị? Không có may mắn được thì nó chỉ đưa có 150, không có đưa nhiều đâu. Mà cái công việc của hai người con chị này là làm cái gì hả chị? Đi làm bằng mướn không? Đi bằng mướn ngoài chợ, tháng cũng được mấy triệu gì đó. Mà trong khi đó thì hai người con cũng có gia đình riêng rồi. Có thằng lớn rồi, còn thằng nhỏ nó mới 18 tuổi rồi. Chị ở dưới mình á, mình là khoảng thằng con mà mình thấy mẹ mình như vậy và người chị của mình như vậy. Như thế nào khi nhìn thấy mẹ mình 4 giờ sáng mà đi kiếm từ cái đồng tiền như vậy chị? Đau lòng lắm. Mà giờ không biết phải làm sao chứ, con ai cũng nghèo chứ, giúp đỡ giúp không được. Nó già, nó già nó còn ở không, con mình già cực cũng chết luôn á. Nhiều khi nó chết mẹ nó cho dòng đi. Không, mẹ nó biết mà cũng đỡ, nó không biết gì chứ, ỉa đá vô mắt đi giặt đi đồ cho nó nữa, thì hốt cho nó nữa. Cái này là một cái gánh nặng nữa, gánh nặng rồi mà giờ cũng nói là con bỏ đâu bây giờ, bỏ con sao cho đành. Dạ, cũng phải gắng trước kia dậy sớm để lo cái đồng, kiếm cái đồng tiền để lo cho chị. Như chị Hồng bây giờ là trong gia đình mình, là thí dụ như nói chuyện là chị chỉ nghe. Chị nghe thôi nhưng mà chị không nói được hả chị ha? Nói không được. Dạ, chị nói không được. Nhưng mà những công việc mà lặt vặt ở nhà thì chị cũng không làm được luôn hả bà? Gì được, không làm gì chưa? Bớt cơm sẵn lại cho nó ăn nữa đó. Rồi ỉa tôi bắt đi hốt, rồi đi giặt đồ cho nó nữa. Già từng tuổi này mà gì. Mà có khi nào là bà thấy là chị quậy quạng này kia nọ? Không có quậy rồi, nó không có quậy ngầu một chỗ gì đó. Bưng ăn thì ăn, bưng nước thì uống thì uống. Thì theo như Nguyễn Ngọc nghĩ là chị bị mắc cái chứng bệnh trầm cảm rồi đó, nhiều khi bị cú sốc quá lớn thành thử ra là bây giờ là chị như vậy. Cái này mà gia đình mình có điều kiện đưa đi thăm khám sớm thì nói chung là cái bệnh tình của chị là cũng không đến nổi đâu bà. Mà thấy chị mắc cũng như căn bệnh này lâu chưa chị? Hồi lúc qua dịch tới giờ đó. Là có cái mình có biết cái nguyên nhân gì không? Tự lên đi báo không biết được gì nhà. Không, có lúc mà hai vợ chồng á, lúc mà hai vợ chồng ở có lúc trước ông ảnh có cái gì không? Lúc trước ở ngoài thì anh này anh cũng có gặp người này gặp người kia vậy đó. À, vậy là hiểu rồi. Vậy chị này bấm mới ghen nè, ghen mà nói không được. Dạ. Nói thì nó quánh lợi rồi, nó chữ phủ lậu bà này. À. Rồi thành thử bà này bà không dám nói, ra thì nó quánh, ở ngoài thì nó quánh đập hoài à. Vậy đó hả? Quánh ra chết luôn mà đâu dám nói. Chết luôn mà có dám nói đâu, không dám mát nữa. Vậy là mình hiểu đó Ngọc, là cái chị này là bị cú sốc tâm lý. Chấn thương tâm lý. Cú sốc tâm lý cũng như là ghen quá nó không được. Ấm mức đó chị, ấm mức. Rồi mới ra nông nổi như vậy. Thì hôm nay nè,
đến với anh em chia sẻ clip này lên, thì cũng mong cô chú anh chị xa gần thấy được cái hoàn cảnh khó khăn của cụ và chị đây, để giúp đỡ cho chị khỏe phắn, để đỡ một phần nào cho bà cụ. Dạ, cũng mong cho chị hết bệnh để chị tự vệ sinh mình. Dạ đúng rồi. Tự nấu cơm được, giặt quần áo được. Là mừng lắm rồi. Như vậy là cực, bà cụ vui lắm. Chứ để mà ngày nào cũng mất bớt cơm mà bắt giặt đồ cho ba ăn nữa, khổ gần chết luôn. Giờ đi bán đi không được, đi có yên tâm đâu, đi sợ ở nhà đây giờ bả ăn không được, dù khi vệ sinh mình mất đi làm nữa. Thành thử ra là đi dù cũng sợ. Có khi nào mà chỉ bỏ đi lung tung không hả chị? Không có bỏ đi, mà ngồi nhà hoài ngồi vậy hoài vậy đó. Giờ mắt tái mắt ỉa đi chú thấy tái ỉa gì đó. Giờ ai hốt ai giặt làm gì làm. Kiểu như là bà đâu rồi đái lắm, chứ không biết cái chỗ mà để không biết đường đi vô đó. Có một nói em dâu nhà thì nó dẫn được, còn không có dầu nó dễ xí, đái xí. Dạ thì đây là cái căn chòi của bà cụ với là người chị gái tên Hồng mà về đang bị mắc chứng bệnh này của chú và anh chị. Hằng ngày là bà cụ cũng đi bán bắp, bán chuối để lo cho chị Hồng. Đó. Khổ nổi một cái là bây giờ chị Hồng này là đã mắc cái chứng bệnh theo như Ngọc nghĩ là trầm cảm, hoặc là bị là chấn thương tâm lý, cho nên là nhiều khi chị muốn đi vệ sinh, hoặc đi tiểu gì đó, nhưng mà chị cũng không biết nơi để đi nữa, cũng như là bà đâu là chỉ đi đó thôi cô chú và anh chị. Thì thật sự ra là nhìn cái cảnh mà ngôi nhà của hai mẹ con bà cụ thì thấy rất là đáng thương cô chú và anh chị ạ. Ở trên này thì bà cụ là che những cái tấm bạc và những cái mảnh cao su để cho nước nó có chảy xuống mà nó đừng có ướt nơi cái chỗ mà nghỉ ngơi của chú và anh chị. Còn trên những cái tấm cao su và tấm bạc này thì có những miếng tôn, miếng thiết cũng cũ kỹ lắm rồi. Dạ thì đây là cái nơi mà bà cụ để son nồi chén bát đây cô chú. Bây giờ theo như bà có nguyện vọng gì không? Cô nhận cái là có cái nhà ở chứ ở cái máy chạy này mưa dột quá. Dạ, theo như bà là nguyện vọng của bà là mong muốn làm sao là có một số tiền để mình sửa sang lại cái ngôi chòi này ha. Dạ. Dạ. Thì đây Nguyễn Ngọc thấy cũng rất là sụp sệ cô chú và anh chị. Đó, đây là những cái giọt nước mưa mà trời mưa là còn đọng lại ở trên những tấm cao su đây nè cô chú. Đó. Thì bà năm nay là cũng gần 80 rồi. Trong khi đó giờ bà vẫn nuôi thêm một người con. Năm nay 50 tuổi, là đây là chị gái Hồng của chú và anh chị. Thì chị cũng mắc cái chứng bệnh rất là kỳ lạ, nhưng mà trước giờ đi khám bệnh viện thì bác sĩ người ta cũng chưa có nói là chứng bệnh gì hả bà hả? Dạ. Dạ. Cái thứ nhất là do điều kiện khó khăn, cái thứ hai nữa là bà cũng lớn tuổi rồi, nhiều khi mà muốn đưa chị đi thăm khám thì cũng cả một vấn đề cô chú. Không có tiền đi khám. Dạ, cũng khổ hả bà ha. Tại vì cái cuộc sống của bà chỉ ngày lại vài chục ngàn. Dạ, có mấy muốn chục đi ngàn. Khám lắm nhưng mà không có cái khả năng. Nói thì để cho chị hoài hoài viết từ ngày nó thấm. Dạ. Vô hoài. Tại chị này có tiền sớm á là có thể là hết chị hết bệnh. Nhưng mà bây giờ quá. À, chị là người em thứ mấy của chị Hồng? Thứ 10. Dạ, chị là thứ 10 và hồi nãy thì Nguyễn Ngọc cũng có hỏi rồi cô chú và anh chị. Em xin lỗi nha. Rồi hằng ngày là mình làm công việc gì hả chị hả? Đi bán xôi. Chị đi bán xôi ha. Coi như là trước giờ là cái nghề của mình đó hả chị? Dạ. Từ lúc mà còn ở xã là chị cũng đi bán xôi. Dạ. Bán xôi năm hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi đó hả? Rồi trước kia ông xã mình làm cái công việc gì hả chị? Ảnh đi giác công đoàn. À, đi giác công đoàn hả? Ừ. Người giữa chị với ảnh là có sức khỏe, tình cảm. Cũng có nghi gỗ gì với lại ảnh nghe là người ngoại không? À, gì đó ha. Dạ. Nói chung là bây giờ mấy chị em chị là cũng thôi chồng hết trơn rồi cô chú anh chị, thì con cái là đều về ở với mấy chị hết hả? Dạ. Dạ. Hai bé của chị lớn chưa? Lớn em năm nay học lớp 10 rồi. Dạ. Nhỏ học lớp 5. Dạ. Dạ. Coi như hàng ngày là đi bán xôi, rồi rảnh rỗi là gì cũng chạy về đây để phụ mẹ là giúp cho người chị của mình. Dạ. Thì chị Hồng này cũng rất là tội của chú anh chị, mà phải chi mà chỉ biết là đi vệ sinh tới lui thì cũng đỡ cực cho người mẹ già và người em gái.
Rồi chuyến này em chia sẻ cái video này lên, nếu như mà có người nào đó mà muốn về chung sống với chị để là phụ giúp cho người chị mình nè, chị đồng ý không? Không dám bước nữa. Không dám bước nữa hả? À, đâu có gì đâu, thì cứ bước thôi, biết sao giờ. Sợ. Sợ hả? Chị sợ gì đâu, chị nói em nghe coi. Sợ mà chung sống mà vợ chồng mà không nghe theo mình thì nghe là người khác không sống không được. Coi như bị một lần đò bây giờ là chị sẽ cảm thấy chị sợ hả? Dạ. Biết đâu mà sau này có thể là gặp anh chàng khác thì có tốt bụng hơn, người ta biết là thông cảm và hiểu cái nỗi khổ của mình. Nhưng mà thông cảm được thì mình mừng. Dạ. Còn nếu không thông cảm được chắc chạy luôn. Dạ. Thì chị năm nay cũng mới ba mấy tuổi à, còn trẻ mà. Hả? Là anh với chị là thôi nhau bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi hả? Dạ. À. Bây giờ là anh cũng ở gần đây hay sao chị? Nó dưới số 5 Đồng Thuận chứ. À, mà thỉnh thoảng ảnh có về không? À. Con mà con không điện hỏi thăm nó về. Con chị á hả? Dạ, nó con không điện hỏi thăm con nó rồi sao? À, vậy là ý là chị nói là người chồng là cũng không điện hỏi thăm con dạ. Chị luôn. Dạ. Nếu mình, ví dụ mình với nó sao cũng được, mà nó không hỏi thăm con nó gì hết trơn. Mà theo như chị nghĩ là bây giờ là ảnh là có người vợ mới không? Chắc không có. À, chắc không có ha. Dạ. Thì... tại vì nó nhậu hoài, ai đâu dám mừng. Biết đâu bây giờ là trong cái tâm ảnh còn nhớ chị và còn thương chị, thành thử ảnh không bước thêm một bước nữa chứ, ảnh chờ đợi chị đó rồi sao hả? không dám quay về, không dám quay hả? Dạ. Là trước đây là hai vợ chồng mình cũng ra tòa hả chị hả? Dạ, ra tòa rồi. Thì ảnh bên đó ra tòa bên Hồng Ngự á. Dạ vậy đó ha. Nói chung là cũng giải quyết xong xuôi hết rồi ha. Xong xuôi hết. Dạ. Thì chuyến này em chia sẻ cái video này lên, nhưng mà có người nào mà muốn về chung với chị thì phải thông cảm thì nha. Phải thông cảm cho chị ha. Tại một mẹ nuôi hai con thêm gánh cho bà chị nữa. Đó thì đây là cô chú và anh chị, hôm nay Vũ Ngọc chia sẻ video này lên, tiện đây thì Vũ Ngọc cũng giới thiệu cho chị mình luôn. À, chị tên gì chị nói lại cho em nghe được không ạ? Tên Nhiều. À, chị Nhiều ha. Chị năm nay có 37 tuổi phải không? 36 tuổi. À, 36 tuổi là có hai đứa con rồi đó. Ví dụ như là anh nào mà muốn sánh duyên với chị Kiều, chị Nhiều á, thì về cũng phải là thông cảm cho chị nha. Thông cảm vừa đến cũng thông cảm thì thôi. Yeah. Thì nói chung là nhìn cuộc sống của gia đình chị Nhiều bây giờ cũng rất là khó khăn của chú và anh chị. Bà cụ thì cũng lớn tuổi rồi. À, cỡ khoảng mấy giờ mới là cho chị gái mình ăn cơm hả chị hả? Có khi trễ lắm, khi 11 giờ cũng chừng. Dạ, nếu mà chỉ có ăn sáng thì cũng còn no, với lại nghĩ như là chỉ không có hoạt động là thử ít có đói hơn. Dạ. Cỡ tầm 11 giờ mẹ đi về, 11 giờ một mấy. Còn mà lúc đói là chị cũng không biết là... Dạ, lúc đó cũng không biết kêu, mà các đứa cũng không biết kêu luôn á. Dạ. Đem lợi cho uống, đem thôi. Chị con tội của chú anh chị. Tiền rồi là chị biết không hả chị? Không. Không biết luôn. Tao cho tiền nhưng khi cầm nhớt mất chân. Dạ vậy đó ha. Nói chung là cái bệnh tình của chị là cũng quá nặng rồi cô chú anh chị. Chứ trước kia mà gia đình mình có điều kiện đi điều trị sớm thì cũng không đến nổi cái này đâu. Chị đang cầm tiền trên tay nè, cho em xin cái này được không? Cho. Cho. Cái này cái gì đây? Cái này cái gì chị? Hả? Chị cũng không biết nữa cô chú anh chị. Trên tay chị cầm tiền mà Quý Ngọc nói là hỏi chị cái này là gì chị cũng không biết. Chỉ là mình dài là mình đút vậy đó hả cậu? Chị thấy chắc đói rồi. Lúc mà mình đi bán á, mình có mua cái gì cho chị ăn không? Có thể kêu dĩa cơm. Dạ. Thì nấu mì nhà chẳng hạn. Dạ. Nấu mì ha. Rồi ví dụ như bữa nào mình bán trưa rồi ở nhà chị đói không? Đói cái mượn mấy em nó ấy cơm chẳng hạn. Dạ. Mượn nhỏ em dâu nó bới giùm. Bới giùm trước hai rồi vậy. Nếu mà bữa nào mà về sớm thì cụ nấu rồi bưng cho nó ăn. Bưng cho chị ăn. Rồi sao mà mình không kiếm cái gì mà canh hiêu rồi cho chị ăn? Có đôi lúc cũng nấu canh. Có nấu canh, nấu nào đồ nào này thay đổi gì cho chị ăn như vậy đó. Đổ hoài á. Dạ. Bữa nay là về thấy giờ không có ấy cho nó ăn. Như bà đút cho chị ăn vậy là lúc mà chị no rồi chị biết không hả bà hả? Dạ cũng biết ha. Rồi mới kêu lắc đầu. Còn
cái này mình nhớ lấy cái cảnh mà lúc mà mẹ mới sinh con ra quá, lúc cho con còn nhỏ. Bây giờ lớn tuổi rồi mà cũng chẳng còn lúc cho con 50 tuổi. Thì cái cảnh này rất là xúc động cô, chú anh chị ơi. Thì đó giờ đến là cũng đi rất là quay những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà nhìn cái hoàn cảnh của bà cụ thì đến không ta cầm được cái những cái giọt cái cảm xúc và giọt nước mắt của đến. Dạ thì hôm nay con cũng được sự giới thiệu của anh đến là bên cái kênh YouTube là Tốt Đời Đẹp Đạo. Thì con cũng đến đây rồi con chia sẻ về hoàn cảnh của bà với là con của bà. Dạ. Thì bà cũng cho phép là con có đăng tải cái video này lên ha. Dạ. Thì tiện đây thì con cũng thay mặt là chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài. Dạ, trích ra một phần quà là 400 ngàn trong số tiền là 2,5 triệu. Dạ, con gửi cho bà nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ chị Mạnh Thường Quân nước ngoài ha bà. Dạ. Dạ, Nguyễn Ngọc xin thay mặt bà cụ và chị Hồng cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở nước ngoài rất nhiều nha chị. Em chúc cho chị được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Dạ thì thôi video đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin tạm dừng nha cô chú và anh chị. Dạ thôi con chào bà nha. Dạ. Rồi em chào chị nha. Dạ, em chào chị Hồng nha. Chào em coi. Chào được không? Dạ. Dạ. Rồi bye.